Xin chào các bạn. Sau đây thì tôi sẽ đánh giá nhanh hai chiếc đồng hồ Datejust. Một chiếc đồng hồ là Datejust size 31 đã được nâng cấp cái cỗ máy lên cỗ máy 2236, thời lượng cót 55 tiếng, và một chiếc đồng hồ là 126233, mặt số vi tính vàng. Thì đầu tiên, như các bạn đã biết là size 31 thì trước nay là chưa sử dụng cái cỗ máy 2236. Thì với cái cỗ máy này thì Rolex đã tăng cái thời lượng cót lên 55 tiếng cho một chiếc đồng hồ nữ hay là một chiếc đồng hồ boy size, hay chúng ta hay gọi là một chiếc đồng hồ boy size. Về mặt số thì cái mặt số màu trải tia xanh này sẽ cùng màu với size 36 thế hệ mới dành cho nam giới. Tuy nhiên điểm khác biệt so với chiếc của nam là chiếc đồng hồ này chỉ có kim cương ở góc 6 giờ là 11 viên kim cương ở góc 6 giờ. Còn của nam giới thì nó là cả 6 giờ và 9 giờ. Với chiếc đồng hồ này thì chúng ta có thể thấy là two tones vành này và dây đeo đều là từ vàng. Mặt số thì có các cọc số chỉ giờ, kim và núm là vàng. Đó. Về cảm quan cá nhân của tôi thì cái mặt số màu xanh này không được đẹp như chiếc Datejust mà tôi vừa mới trao đổi tới các bạn. Chiếc Datejust mà tôi vừa giới thiệu tới các bạn. Chiếc Datejust đó phải nói là quá tuyệt vời. Màu xanh này thì nó hơi nhạt. Nó không giống với cả màu xanh của Submariner Hắc lắm. Đó, tin vui cho các cặp đôi là có thể sở hữu một đôi đồng hồ giống nhau, rất giống nhau, cùng là cọc số La Mã và điểm kim cương ở góc 6 giờ. Tiếp đến thì đó chính là chiếc vi tính, mà tiếp đó thì là chiếc Rolex 126233, mặt số vi tính vàng. Phải nói là mặt số vi tính vàng với phiên bản này rất là đẹp, phải công nhận điều đấy các bạn ạ. Đây, zoom sát vào đây, rất là lấp lánh. Năm ngoái thì chúng ta đã biết 126231 mặt số vi tính chocolate. Tuy nhiên là mặt số vi tính chocolate ấy, khá nhiều khách hàng trao đổi lại với tôi là mặt nó hơi tối. Tuy nhiên là mặt vi tính vàng này thì thật sự là sáng và óng ánh, rất là cuốn hút các bạn ạ. Thì với phiên bản này thì là cái cỗ máy của chúng ta đã được nâng cấp lên cỗ máy 3235 với lượng cót 70 tiếng. Đó, mặt vi tính rất là đẹp. Mặt vi tính thì đối với cả người Việt Nam chúng ta thì nó là một cái mặt số mà ăn sâu vào tiềm thức rồi. Khi nhắc đến đồng hồ Rolex hay là đồng hồ Rolex Datejust thì chúng ta nghĩ ngay đến một chiếc đồng hồ mặt vi tính này, dây đeo Jubilee. Và chiếc đồng hồ này thì quá đúng luôn. Từ những năm 60, 70 cho đến nay, dáng DNA rất là giống. Cái DNA của chiếc Datejust tại Bezugo 2019 này thì hoàn toàn giống với những cái phiên bản cũ vi tính vàng 116233. Tuy nhiên là có một số điểm khác biệt, thì như các bạn có thể nhìn thấy là về dáng tay càng dài hơn một chút, và là ở góc 6 giờ sẽ có logo ở trên mặt số, vân vân. Cũng như là mặt số này, như các bạn thấy, nó lấp lánh hơn so với mặt số của phiên bản cũ. Cũng là tôi nghĩ là do sau một thời gian phát triển thì cái công nghệ chế tác của Rolex càng ngày càng tiến bộ lên, thì sẽ cho ra một cái sản phẩm càng ngày nó càng hoàn thiện và nó càng ngày nó càng đẹp lên. Đây cũng là một trong những chiếc đồng hồ mà sẽ là mục tiêu của Gia Bảo Luxury trong năm 2019. Thì các bạn hãy cùng chờ và đón xem video lên tay trực tiếp chiếc đồng hồ này các bạn nhé. Xin chào các bạn. Sau đây thì tôi sẽ đánh giá nhanh chiếc đồng hồ Datejust size 36 thế hệ mới của Rolex. Thì như chúng ta đã biết thì size 36 Datejust của Rolex thường xuyên sử dụng cỗ máy 3135 trong một thời gian rất là dài. Tuy nhiên là tại Bezugo 2019 này thì Rolex đã thay đổi và đã nâng cấp lên cỗ máy 3235 với thời lượng cót lên tới 70 tiếng. Thì đây chính là chiếc đồng hồ tôi đang đề cập tới, Datejust 36 126 234.
Về ngoại hình thì có lẽ không có quá nhiều điểm khác biệt ở góc độ là cọc số thì khá giống với phiên bản size 41 đó, như ở phía bên tay trái đây, bên tay phải. Về mặt số thì không có quá nhiều điểm khác biệt với phiên bản size 41. Các cọc số Luminer thì thon gọn, kim giờ phút, có dạ quang, phát sáng. Với phiên bản mặt xanh này thì không có quá nhiều điểm khác biệt so với phiên bản cũ 116234. Và đây, đây là một phiên bản khá là lè loẹt của Datejust 36 sử dụng khung máy mới. Đó chính là phiên bản có mặt số 6, số 9 là kim cương, vành kim cương. Có lẽ là phiên bản này thì dành cho nữ giới thì đúng hơn. Khá là nhiều kim cương. Và màu của nó thì cũng khá là đặc biệt nữa, màu tím. Ở dưới này thì là mặt số màu cá hồi, cũng rất là nữ tính. Cảm quan thì tôi nghĩ những phiên bản có vành kim cương này thì nữ đeo sẽ đẹp hơn, mặc dù là cùng size 36. Các bạn thông cảm một chút vì ở đây là ánh sáng nó không được theo như ý mình, cho nên là video cũng có phần hạn chế, các bạn thông cảm nhé. Khi nào mà Gia Bảo Luxury có cái điều kiện mua về thì sẽ sử dụng studio của mình để làm review chi tiết và chuyên nghiệp hơn. Đó, cái cảm nhận của tôi về phiên bản size 36 sử dụng khung máy mới này là không có quá nhiều điểm khác biệt. Nói chung là cũng bình thường thôi, không có nhiều vấn đề để nói ở đây. Hy vọng là trong thời gian tới thì sẽ sớm có thể sở hữu và đem về review trực tiếp, so sánh so với một phiên bản cũ, để chúng ta có thể thấy được cái nhìn khách quan và rõ nét nhất.